Tối nay có chuyện để nói à? Nguyên Kinh hay làm gì mà cùng cái chuyện nha? Kể mà nghe coi. Chuyện gì xảy ra hôm nay? Đây đi quýnh rít hả? Hả? Phải không? Tay vô tay mà cho ăn bánh. Không vỗ tay thì bà đánh lên đầu. Vô tay thì cho ăn bánh. Ôi dồi ôi dồi ôi dồi ôi dồi. Đẹp 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 dữ quá dữ quá. Chạp 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 chạp. Dỗ quá dỗ quá. Vỗ tay vỗ tay. Nhờ tay là cho ăn bánh. Tối rồi. Ôi trời ơi. Anh đút cho con rồi. Nó biết. Trời emotional. Bỏ to rồi. Bỏ quá. Bỏ quá. Biết sao nhỉ trả. No. 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 Nó còn ăn mà. Miếng chạy. Là hết rồi đó. Mùi gì rồi à? Im. Trời ơi, nó nạt lại vậy. Nó nạt lại vậy. Đứa nào nạt lại vậy? Đứa nào nạt lại vậy? Đâu care à? Vừa hát vừa nói chuyện. Ôi trời ơi. Giật ra luôn. Vậy á. Chị cỡ. Oh my god.